hello xin chào anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với uh, series trồng cây của mình. Và Hôm nay là ngày thứ 24 Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi uh, để uh, qua được cái màn này. thì đây mình sẽ phải uh, làm bảo vệ được hai cái cục đang nhảy 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 kia. À, ba cục. ok. thì uh, do lỗi kỹ thuật một chút nên không có tiếng anh em thông cảm nhé. ok bây giờ mình sẽ lấy mặt trời này, becholder, băng, uh, Spyro, con rồng, chắc thằng ông đá với cả. chắc là chúng ta sẽ lấy thêm uh, không không con, con này là nó tăng năng lực cho cái uh, cây bóng tối nhưng mà mình không có bóng tối. Thế <laughs> thì chắc mình sẽ lấy cái um, cái gì đây? phân vân quá. Chắc là mình sẽ uh, lấy lấy hoa mặt trời đôi đi. Bỏ cái này đi. lấy hoa mặt trời đôi. À, và cây bạo Ok, let's go. Úi rồi ơi, bây giờ mình sẽ phải bảo vệ được hai cái ba cái uh, chỗ kia. Và bây giờ mình sẽ đặt đặt cái này xuống nào. Anh ơi ra mặt trời đi. Đúng rồi. Ôi giời tí đặt cho bóng kẹ vào đấy. Nó vào kìa. Ngon. Ui. cái con này rất là dễ thương, mình đã mở được. Cái skin này. Ok, bắn nó đẹp. Một cháu, hai cháu. Rồi bây giờ mình sẽ sinh sôi nảy nở bằng hai cái mặt trời này. Thế lên nào. Úi giời ơi, úi giời ơi. Đi đâu đấy? Úi giời ơi, nhưng mà mình rất là sợ tí nữa cái con Ấy, ơi ơi, nó vào kìa. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát năm phát chết ngay năm phát là có thể chết rồi ok mình rất sợ là thằng uh, tắc răng nó nhảy vào anh em ạ thì cái con đậu uh, đậu hà lan này thì nó thì nó chỉ uh, chống đỡ được một lần thôi đấy gặp zombie bay là nó cui xuống không biết thì map này có zombie uh, zombie cây cái zombie kiểu như là đấy 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 nó kìa nó kìa ui dồi ui ui hay quá ui rồi ơi rồi anh dùng lửa Khen nó anh mày mày và nó nào mày ui rồi ui nó vào cái anh em ơi à, tiếp tục anh dông lửa mày mà không sao chúng ta có thể kiểm soát được tình hình này à, bây giờ thì mình sẽ đặt con bằng ở đây để đóng thằng bóng băng thằng xô vào tiếp tục nào rồi để cái này vào ngon lắm ok con vẹt kìa con vẹt ui rồi con vẹt mày con vẹt tuổi gì ăn ăn ông kệ đấy mình đã gần thắng rồi cố lên nào mình có thể bút cho con rồng mày vũ điệu rồng ngon quá ô chết rồi mình chỉ sao sao mình ngu thế nhở mình chỉ cần đợi mình chỉ cần đợi thằng uh, kia vào là mình có thể giết được nó rồi ui thằng kia nó nhảy vào kìa mày đi đâu mày định vào đây á tao phải tiêu diệt mày ngay không thì mày có thể tiêu diệt con kia ui, giời. nó kia boost bằng à bút cây đúng rồi chết mày mày đi con này nó nhổ ra phát nữa <laughs> rồi chắc có lẽ là mình phải boost thôi Boost nào boost đi ngon Ok. Chết rồi, tí nữa nó vào là ba cục. Đấy, chết rồi. Hai cục, hai 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 quả pháo anh em ơi, tôi chết rồi, làm sao bây giờ? Rồi rồi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Mày ho bọn nó nhảy xuống. Bọn nó đang nhảy xuống thì mẹ bị uh, cây đậu bắn chết. Cố lên nào. Đúng rồi, vỡ một quả, hai quả, được chậu cây ngon. Bây giờ thì hãy xem sức mạnh của dông lửa. Khả thùng. Hỏa độn, hỏa long chi giật. Rồi. Quá hay luôn. Ok mình đã unlock được cherry bomb Quá ngon hey, hey, hey. Cherry bomb Ok man Continue Úi dồi ôi lại grab bài Mình có đi grab đâu nhỉ mà nó có cả Úi dồi ôi Doctor Zambos Con này hơi khó hả nha Thôi rồi mình sẽ vào cái vườn cây tí xem nào Xem vườn cây có gì không Ngon, chúng ta đã có được uh, 3 cây đậu Ok, chắc là mình sẽ uh, Mình sẽ lựa chọn một trong số cái này để đánh Dr. Zambos Mình sẽ chọn cây ngô Thì đây là trận chiến giữa cây ngô vs Zambos Nhưng mà không biết nào có cho cái cây ngô không <laughs> Chắc là giá đốt rồi Cầu nguyện Nào nào, cầu nguyện nào Suzuki, bút bi, bút máy Cầu nguyện, cầu nguyện, đây là tuyệt chiêu của Piccolo Suzuki, bút bi, bút máy Cầu nguyện là con ngô ra nào mình chỉ cần đúng mà nó cho con ngô thôi thì anh em sẽ chiến thắng ủa, không ai à hello ui rồi ơi cái thằng kia kìa cái thằng kia nó bị buộc vào thuyền kìa anh em ơi cái thằng con con ấy nó bị buộc vào mũi thuyền kìa đấy hey, đó có ngô rồi hay quá mày đứng im dùng lượng khác á ủa cô có đang cannon mày ủi chết rồi nó vào nó vào mày ui rồi ơi hay quá ngô đi đâu hả đi đâu khác lửa đúng rồi mày quả này mình boost con ngô là cực kỳ đúng đắn rồi bắn mày đi đâu đấy đi đâu đấy đi đâu đấy cô có nát cannon cô có nát cannon cố lên nào cô có nát cannon pháo dừa mày đi đâu bắn u rồi nó gọi thằng hải tặc anh em ơi nhưng mà hải tặc à, hải tặc này này đi. cô có nát cannon này bố mày có cô có nát cannon đấy Ok Quá ngon luôn Chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta chơi Khe lửa Đúng rồi Con kia nó mất một máu rồi Nó có gần gần mất máu ôi, ôi 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 Nó bắn nó bắn ra mấy con kia rồi Mày bị hỏng nhá Hỏng hóc này Hỏng hóc này Bây giờ mình sẽ đặt con súng ba đầu Súng ba đầu đâu Ngu người hỏng hóc mệt chưa Súng ba đầu đúng rồi Quất Mày ngu người mình tiết kiệm con ngô anh ạ Mình sẽ tiết kiệm con ngô Để mấy con Úi ừ dồi ôi Nó gọi thằng cắm Thằng mẹ thủy thủ cá mập Holy shit Úi dồi Mày Thủy thủ cá mập bà Mày đập ai Mày định đập ai Cấu nó em Cấu nó đi Cái cây gai Úi dồi lại thủy thủ cá mập Úi dồi ơi Chết rồi Mày Đi đâu Cherry bom Nổ no. Đúng rồi con ạ À Cherry bom đặt vào con kia Thì nó sẽ bị uh... Chọc. Úi rồi ôi! Cố lên nào anh em! Tiến lên! Đúng rồi! Mày à! MÀY! Cô có đặt cannon đâu? À chết mẹ mình! Mình phải bấm anh em ạ! À. Ok! Nhổ đi! Bút! Ngu người! Chơi đi bộ, Chơi đi bộ, Chơi đi bộ. Ủa, không đạt được à? What? Ok! Mình sẽ... Uh, sử dụng coconut cannon để bắn phá thằng uh, gao cá mập! Gào giao cá mập này, này này thì gao cá mập này rồng lửa khe nó em. Đấy thì cá mập. Ôi chết rồi nó ăn mất quả mẹ con rồng của mình rồi. này cho đi bom, ngon rồi. Tiếp tục đi em ơi. Uh Hu Mày đáo. khổ thân cái thằng kia. Nó bị chết nó bị ấy anh em kìa. Nó bị uh, buộc ở đầu thuyền khổ vách cứt. Mày bọn này làm gì? Quả pháo đặc biệt cô cannon. Nổ. Kaboom. Kaboom nhơn, dòng lửa tuyệt chiêu hỏa đốt hỏa long chi thuật sổ ơi chết ngay hỏa đốt hỏa long chi thuật chết ngay dòng thắng rồi thắng rồi thắng rồi anh em ơi thắng rồi uh -huh. à mày vào đây mày vào đây à ok thắng rồi ngon rồi yeah <laughs> ok chúng ta đã được cái tượng gì đây khổ thân mấy cứ thằng này bị treo này chúng ta đã lúc được cả paris cái tượng thằng hải tặc em ạ ui lại có grab bay sao mình có tội tình gì với grab bay đâu mà nó quảng cáo hoài vậy trời đất ơi ok chúng ta đã hoàn thành được cái dr Zomboss này rồi nhưng mà chúng ta gần thắng rồi nhưng mà có vẻ như là bàn 26 khá là khó nên mình sẽ chơi Evan anh em nhé. ố có băng à đặt băng à đặt băng à mày ui con chó con chó ném xương ấy mày ném xương đi đâu ui giò nó kịp dựng xương rồi ui giời ơi ui giời ơi mày mấy con lửa này kinh quá ui rồi nhưng mà băng sẽ xử lý con này nhờn mấy con băng này cũ te quá anh em ạ nó cũ te kiểu để hai cái bịch bông hai cái bịch bông treo treo ấy <laughs> rồi mày con lửa kinh quá vào đây mình lại sợ cậu quá cơ ờ, mày mày làm gì nhả sữa ít thôi mày định làm gì bắn nó anh em bắn nó mà nó đây anh em mày 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 boost băng cả thế giới đông cứng lại vừa bằng một con băng quất nó uh -huh. quất nó quất nó quất nó mày vào đây nhiều chó thế đây là cuộc tấn công của những loài chó à mình nhiều băng quá mình sẽ tiết kiệm để xử lý mấy cái con lửa mấy con mấy con Pichotter này nó có khả năng phá hủy mộ rồi không cần đâu ok Uhu. Ok Chết rồi Final way rồi Final way thì mình sẽ tập trung chơi một chút nhá Để lên nào Mày làm gì Chúng mày vào đây Mày nhờ với đạo hay quá Chúng ta chuẩn bị boost băng Từ 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 cứ bình tĩnh Cả thế giới Chuẩn bị đông cứng Mày Mày làm sao Mày làm sao Mày làm sao Là Làm sao nhờ nào Rồi Rồi đông thế Bình đoàn chó Úi rồi ơi Úi rồi ôi em ơi Không sao không sao không sao Con Bishotto của mình sẽ lo liệu được Cố lên Bishotto Đây là Double Double P rồi Con này là con gì <laughs> Mình cũng không biết Mình chỉ biết nó nhả thôi Úi rồi ôi Một đống cầm lửa thế kia Cả thế giới đông cứng Mày tuổi dê Thôi thôi thắng rồi anh em ạ à. Làm gì cơ Dậy đi nào Các cậu ơi Dậy đi Tớ cho kẹo nè Tớ cho kẹo này Dậy đi Tớ đùa đấy Đừng im ấy Láo hỗn lão rồi một hàng băng Đừng im ấy cả thế giới đông cứng rồi rồi mở nào Ồ, ok cái uh, trong cháu này thì không 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 cần lắm ok mình đã mở được coi với cả cái cây là ngon rồi ok chúng ta đã hoàn thành được rồi ok bây giờ thì uh, chắc là mình sẽ chơi uh modern đây thì không chơi được ok mình sẽ chơi cái Valeshi uh, thì chơi được 25 màn rồi chúng ta sẽ chơi uh, thời giới hoang dã ok mình sẽ cố gắng unlock cái uh, chili bean lên nào ngon ngon chìm ngon chìm ngon chìm ui giời ôi ố thằng gì kia ố thằng bắn bom mà anh em thằng bắn bom mà ok ngon rồi ok tiến lên nào mặt trời mặt trời là... úi rồi ôi một tai họa mẹ sai lầm rồi úi rồi ôi đặt nhầm vào cái cục kia rồi phải phá đi vậy tiếc ơi là tiếc nhưng mà vẫn phải phá đi <laughs> mày 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 ok nhờn láo Ôi trời, ôi trời, ôi trời. chúng ta có thể di chuyển cái đường dây để uh, bi shotter có thể bắn được anh em ạ trong lúc ấy thì cứ trồng ấy thôi trong lúc ấy thì cứ trồng uh, cái cây double sunny double flower sunny flower thì ôi rồi con kia nó bay vào kia anh em chết tôi rồi chết tôi rồi cái này thì phải cần cái uh, quả bi shotter hai đầu mày lao vào đây mày la vào đây mấy thật mày 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 nhơn ui con kia xấu quá. Chết rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đóng băng thằng số, thằng xô này chết chà. Con cái con cái con uh, mẹ cầm băng cầm bọng, cầm bọng, cầm bọng mày làm gì mày định nổ á? Tuổi dê. Nhơn. Nhơn. Chúng mày vô đây. Chỗ đây. Vô đây vô đây vô đây nào. Vô đây nào, vô đây nào. Hello. Ôi giời ơi. Làm gì? Làm gì? Đứng im, cả thế giới đông cứng. <laughs> Quá đơn giản. Ok. Thì uh, chúng ta đã được uh, một phần quà. Đó là gì đây? Chili bin. Mở ra nào. Mở ra! Tại sao mở mà... mở ra nào? Ui dồi ơi, power jump nhân một cái giật điện ạ Bái Vãi cả cứt Vãi cả cứt Ok Chúng ta đã được cái này Mở ra nào 500, 500 coi Doctor Coconut Spring Bean Chơi đi bộ Ui sao nhiều thế nhở Thằng thằng uh, khủng long Thằng rồng chứ ừ. nhỉ. Ok. Chúng ta được cái giật điện nhân 1. Chán quá, mở qua lại được giật điện nhân 1 thì làm gì cho đời. Ok, chúng ta sẽ vào vườn tưới một chút. Rồi, ôi rồi, thanh niên uh, mẹ ơi mình tưới nước vào dập mất cái con lửa của thằng Kaye uh, cây rồi ở đây nó lại trở lại rồi <laughs> ok mình sẽ cố gắng unlock chili bean unlock nào upgrade nào upgrade cherry bomb upgrade ngon upgrade uh, thằng nào nhỉ Uh, spring Bean Ok Học Red nào Rồi Ok man Ok, tiếp tục nào Chúng ta lên đường mình big twin sunflower thì uh, à con kia là repeater anh em ạ chúng ta big sunflower thì uh, có thể gọi được nhiều con hơn có nên lấy con tổ cụ này không đây là thanh niên uh, quả ốc chó quả ốc chó tiên sử rồi repeater không được phải có băng bắt buộc phải có băng anh em ạ mặt trời nào hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để giờ đây tôi phải ngồi trồng cây trồng cây úi rồi ôi tí đã đặt nhầm mẹ ông cóc kệ <laughs> úi rồi ôi ông bà anh yêu nhau thời chưa có zombie chỗ đây Vô đây Vô đây mày lại làm gì lại làm gì ông bà anh yêu nhau thời chưa có zombie ông bà anh yêu nhau thời chưa có zombie vô đây Mày Mày nè mày, mày Mày À À, à Nhờn Úi rồi Úi rồi Quá hay Úi rồi ôi Úi rồi ôi Vô đây Mày 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 Tao thường Úi rồi ôi Ôi con Con zombie kia Ui nó nhảy anh em ơi Ui chúng nó nhảy ạ Mày làm sao Nhảy ừ. nhót này Ui ôi Ôi chúng nó thay đổi cái uh, Lộ trình chúng nó đi vào đây vào đây vào đây pháo hủy đêm ấy vô đây vô đây vô đây tôi vẫn thường hay nằm mơ về một ngôi nhà không có zombie nhưng mà chúng nó đã đến thì giặc đến nhà đàn bà cũng phang nên chúng ta phải quất thôi cho đi bộ nổ hết cho tao chết 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 chúng nó rồi anh em ơi chúng nó vô... mày làm gì làm gì làm gì cắn ông bim Rồi mình xác định đi. Ok, Mà này quá dễ dàng rồi. Ô. Mình được cái gì đây anh em? Cái quả bom này là khai phá cái gì đây? Nếu mà anh em biết cái uh, cái quả cái uh, thiết bị kích nổ bom này để làm gì thì anh em hãy comment ngay về dưới cho tôi biết nhá. Mày ăn cổ Milo sử dụng một lần. Họ uh, anh ấy gọi là boom bốc. nghĩa là cái hộp hộp bom ấy. Ok, bây giờ ơ nó có cái Big Bad Boot này anh em. Thì mình sẽ chơi cái uh, unlock Chili Bean trước nhá. Chili Chili Bean rồi uh, mình sẽ vào mình chơi Big Bad Boots. Nghe tên hay nhỉ? Big Bad Boot, Big Bad Boots. <laughs> ok, chúng ta sẽ đặt vào đây. Ok. Nhờn Nhờn Nhơn Mày Mày Nhơn Nhơn Úi dồi Úi dồi Vô đây Như kiểu bọn này kiểu đóng cửa thả chó anh em ạ Úi dồi Vô, Vô đây Vô đây Ok Vô đây Con này Mày vào đây Mày giỏi Mày nhảy vào đây mày nhờ vào đây con này bị nổ lại nổ bùm à. à à à khổ vãi cứt ôi giời ơi ôi giời ơi mình sẽ mình có thể di chuyển ở các đường dây này ok ok quất 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 mày vô đây vô đây vô đây vô đây, vô đây. À láo à à chết cha mình không đặt vào thì nó sẽ không ấy được anh em ạ mình không đặt vào thì uh, mình sẽ không uh, nó sẽ không uh, có tác dụng bắn được à nó còn bọ ra bị nó không ra gì cơ mày vào đây chúng mày vào đây hai bắn ba bắn bốn bắn đi ngay năm bắn rồi đi ngay rồi mày vô đây cảnh sát trưởng ạ à? cảnh sát trưởng ạ à? mày mày đời đời ạ à? đời vô đây phận làm zombie chưa một lần ăn đạn à phận làm zombie chưa một lần Yếu ai ô sao 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 nó không zombie không ra nhỉ à mình phải đặt vào thì nó mới cho ra tiền sử nghĩa là phải cứ đặt hàng vào thì nó mới ra được <laughs> thằng xô so, anh em ơi thằng xô so, cứu giá cứu giá hộ giá chấm hộ giá xếp xếp tùng này xếp tùng này đạo nhạc này phận làm con gái chưa một lần yêu ai mày bồ lão dám vào đây à nhờn chết ngay cho cụ ok mày mày Nhờn Mày Vô đây Chúng ta phải huy động Các anh em Sky Sky Anh em Các anh em Sky có thể bắn uh, Bắn để bảo vệ Sếp ở trong nhà Sếp đang ở trong cái uh, <laughs> Cái uh, Xe cũi kìa Mày úi rồi Vào đây Con P-Shot À uh, con uh, Bắn ba len này Nó sẽ bắn chết chúng mày Vô đây Vô đây Mày Vô đây Vô đây Mày 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 vô đây vô đây vô đây vô đây mày vô đây nhờn 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 Bồ lão bồ lão chúng mày nhảy á à? nhảy nữa đi nhảy nữa đi nhảy hộ cái 10 tỷ nhảy nữa nhảy nữa đi ok vậy là mình đã lốc được chili bean rồi thì uh, có lẽ là mình sẽ phải kết thúc video tại đây thôi thì để ủng hộ mình làm tiếp cái clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like comment ngay phía dưới và nhấn subscribe để ủng hộ cho tôi nhé xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau bye bye